Hôm nay 9 tháng 10, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ gồm Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, có buổi tiếp xúc cử tri phường Cái Khế của Ninh Kiều, phường Ba Láng, quận Cái Răng và xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền. Tại các điểm tiếp xúc cử tri, ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, thông tin nhanh nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, báo cáo hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố thời gian qua. Cử tri quận Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong Điền kiến nghị chính phủ, các bộ ngành trung ương quan tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đường cao tốc, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương và khu vực đồng bằng sông Cửu Long phát triển. Trong lĩnh vực giáo dục, cử tri cho biết, hiện nay cả nước có nhiều bộ sách giáo khoa nên học sinh, giáo viên gặp khó khăn trong việc dạy và học. Đồng thời, việc thay đổi sách giáo khoa hàng năm gây lãng phí ngân sách và tạo thêm gánh nặng cho phụ huynh học sinh, nên đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất chọn một đầu sách áp dụng cả nước để học sinh thuận lợi trong học tập và sách giáo khoa có thể tái sử dụng được nhiều năm. Cử tri cũng kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố quan tâm sớm đầu tư dự án nâng cấp mở rộng tuyến quốc lộ 21, đoạn từ km 0 đến km 7 nhằm hạn chế ùn tắc giao thông, phục vụ nhu cầu giao thương, có kế hoạch đầu tư nghĩa trang nhân dân thành phố, đồng thời xem xét xóa bỏ những quy hoạch treo để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho người dân. Cử tri kiến nghị thành phố trước khi thu hồi đất thực hiện các dự án phải thông báo đồng bộ giá bồi hoàn, vị trí tái định cư và giá đóng tiền sử dụng đất khi giao nền tái định cư để người dân an tâm bàn giao mặt bằng. Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Thuận giải đáp làm rõ thêm một số vấn đề cử tri đặt ra. Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ sẽ tổng hợp những ý kiến đóng góp của cử tri và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét và giải quyết.